Vâng, xin chào các bạn, mình Thuận Quang đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Thuận Nguyễn Quang trên Q. Và hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với chủ đề về AutoCAD. Và có một bạn ấy hỏi rằng trong buổi trưa ngày hôm nay là anh ấy cho em hỏi làm sao để chúng ta có thể là scale một đối tượng ở trong phần mềm AutoCAD theo kiểu là một chiều được. Đấy, bình thường các bạn sử dụng lệnh SC scale là có thể là thu phóng đối tượng theo hai chiều x và y đúng không ạ? Hoặc là trong 3D thì 3D CAD các bạn có thể là scale thêm cả trục z nữa. Ở đây mình nhắc đến 2D thôi. Thế thì làm sao ra để scale một đối tượng chỉ theo một trục x hoặc là một trục y, còn cái trục còn lại thì nó sẽ giữ nguyên. Đấy, thì đây là một cái câu hỏi rất là thú vị và cũng không để các bạn chờ lâu nữa, thì trong cái video ngắn hôm nay mình sẽ cùng giải quyết cái vấn đề thắc mắc này dành cho các bạn. Ok, thì mời các bạn cùng đón xem. Let's go. Ok, cái file mình lấy ví dụ minh họa các bạn, đây là một cái file kiến trúc và đây là một cái nhà biệt thự lâu đài. Thì cái file này cũng nhìn rất là hầm hố đúng không ạ? Có rất nhiều cái chi tiết. Nhìn thôi là bạn đã cảm thấy là nó có một cái chút gì đấy là hầm hố rồi, đúng không ạ? Nhìn rất là kiểu nguy hiểm rồi. Đây là một cái căn lâu đài. Ok, thì ví dụ minh họa ở đây, ví dụ chẳng hạn mình các bạn thấy một cái đầu cột ở đây chẳng hạn đúng không ạ? Thì trong đây thì cái anh ấy có thể hiện là nó một cái đầu cột và rất nhiều hoa văn chi tiết như thế này. Thế thì bình thường mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa ở đây chẳng hạn. Ở đây có một cái đầu cột mà những đối tượng bạn vẽ ra. Thì làm sao để cho nó khớp nối được cái tỷ lệ này, được chưa? Cái chiều cao, nguyên tắc là cái chiều cao nó sẽ phải là không đổi, tức cái trục y sẽ không đổi này. Đấy. À, cái trục y này nó sẽ không đổi cái chiều cao này. À, cái này không đổi, nhưng làm sao để cho cái trục này nó phải kéo dài ra đến đây, đúng không ạ? Thì đó là cái câu hỏi mà mình muốn trả lời cũng như là giúp đỡ các bạn thực hiện được cái thao tác này. Đấy, thì không để bạn chờ lâu nữa. Đấy, cái kết quả chúng ta cần làm được đó là giống như cái hình này, được chưa? Đấy, nó sẽ scale theo đúng cái hai cái mép mà chúng ta mong muốn, chiều cao sẽ giữ nguyên. Thế thì các bước các bạn sẽ thực hiện như sau. Bước 1 để làm được cái việc scale như này thì các bạn sẽ không cứ dùng lệnh SC mà chúng ta sẽ dùng một tính năng, nó là trong cái bảng hiệu chỉnh Ctrl 1. Đấy, bảng Ctrl 1 là bảng Property này. Nếu bạn nào bị hỏng số 1 thì bạn có thể bấm cái lệnh là CH để cũng có thể hiện ra được cái bảng này, cũng là Property các bạn nhé. Hoặc là nếu bạn nào mà biết thêm một cái lệnh nữa, hoặc là lệnh MO thì cũng là Property. Đấy, thì cái bảng này có rất nhiều cách gọi lệnh ra được cái bảng này. Ok. Đấy, thì đấy là phòng trường hợp mà một số lệnh, một cái phím tắt của bạn nó bị hỏng. Ok, không vòng vo nữa. Đấy, thì cái bảng này nhá, tạm thời mình tắt đi. Thế thì bước 1 các bạn thao tác sẽ như sau. Bước 1 các bạn sẽ quét chọn mình cái đối tượng các bạn cần scale, đúng không ạ? Đấy, các bạn quét chọn hết cho mình nhé. Những cái đối tượng nào không scale thì bạn sẽ không có lựa chọn. Bước 2 các bạn sẽ đóng block cho mình bằng lệnh B, block. Đúng không ạ? Bạn nào mà chưa biết block thì hãy gõ cách tạo block trong AutoCAD. Ở đây mình ví dụ là block là ví dụ thôi, là đầu cột chẳng hạn. Cái này mình đặt là đặt tên bất kỳ ví dụ thôi. Pick point mình sẽ đặt là một cái điểm ở đây. Đó, convert to block. Đơn vị chung với đơn vị của môi trường. Ok. Vậy là bạn đã tạo xong một cái block rồi. Được chưa? Đấy. Cái đối tượng các bạn muốn scale đã thành block. Bước 2, các bạn sẽ gõ lệnh là Ctrl 1 hoặc là lệnh CH hoặc lệnh MO như mình vừa mới test thử vừa rồi, thì nó sẽ cho ta ra cái bảng như thế này. Đó, bạn phải kéo thả được rất là cơ động, kéo thả ra một vị trí bất kỳ. Đấy, mình thường cho nó góc trái này. Thế thì bước 2 bạn gõ lệnh gõ được ra cái bảng này rồi thì bạn sẽ phải quét chọn cái đối tượng này để nó hiệu chỉnh. Đây, nó báo đây là một cái đối tượng là block. Bước 2 bạn lựa chọn rồi, gõ được cái bảng property này ra rồi thì bạn sẽ làm gì ạ? Bước số 3. Bước số 3 bạn sẽ để ý cho mình ba cái dòng scale ở đây. Đó, scale x này, scale y, scale z. Đương nhiên là trong cái 2D chúng ta sẽ bỏ qua cái trục z, chúng ta chỉ quan tâm đến chiều x và chiều y thôi. Và thông số đây nó đang là 1 1, đúng không ạ? Thì bạn thấy đang ở đây là gì ạ? Cái chiều mà chúng ta cần scale là gì ạ? Cái chiều này là chiều y đúng không ạ? Đây là y này, thì chúng ta giữ nguyên, không có quan tâm. Cái chiều mà ta muốn scale đó là chiều trục x, đấy, theo phương x ở đây, đúng không ạ? Theo phương x chính là nó. Đây là trục tọa độ chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái trục gì? Đến cái hệ số là x ở đây. Đấy, các bạn đã nhắm được mục tiêu rồi. Bước số 3 bạn nhắm mục tiêu vào cái này. Đấy, bước số 4 này. Bước số 4 thì các bạn sẽ kích vào cái dòng scale x này và bạn sẽ bắt đầu bấm vào bảng tính như mình là tính toán xem là cái hệ số scale nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Tức là cái khoảng mà scale từ vị trí này này ra đến cái vị trí này
thì cái khoảng này nó là cái hệ số nhân lên bao nhiêu lần hoặc là chia đi bao nhiêu lần đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ làm cho mình như sau, đó là các bạn sẽ lấy cái hệ số nào ạ, các bạn sẽ lấy cái hệ số này. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho mình là cái khoảng cách này, bạn sẽ tích cho mình điểm 1 này đến điểm 2 này, và bạn sẽ bấm cho mình dấu chia. Đấy, xong bạn tích tiếp vào cái thước này, nó đo cho bạn chính xác luôn. Đến đây. Đó, bạn thấy không ạ? Thì nó sẽ ra một cái thông số, các bạn ấm apply. Đấy thì nó ra một ngay một hệ số là tỷ lệ căn đúng đến cái vị trí mà chúng ta mong muốn và kết quả của ta đã được hoàn thành. Vậy là bốn bước rất là đơn giản đúng không ạ? Chiều y chắc chắn là đảm bảo sẽ giữ nguyên và chiều x đã được thay đổi và đến đúng mép này và đến mép này. Các bạn có thể hình dung ạ, mình Ctrl Z lại mình làm lại một lần nữa nha. Nếu bạn nào chưa hình dung rõ. Giả sử chúng ta muốn scale theo chiều phương x, làm sao để cái điểm này nó đạt đến cái điểm này đúng không ạ, mà cái chiều y nó giữ nguyên, thì bạn sẽ làm như sau. Bước 1 là bạn sẽ đóng này block, ok rồi này. Bước 2 bạn sẽ gõ lại property ra này và bạn quan tâm cho mình cái trục x. Đấy. Bước 3 là quan tâm trục x. Bước 4 là bạn sẽ bắt đầu tính toán xem nào. Kích vào đây để ra cái bảng tính được cái số đo là tính từ mép này ra đến cái mép ngoài cùng này nó là bao nhiêu, thì bạn sẽ làm như sau. Đấy. Bước 1 bạn sẽ bấm vào đây. Ở trong bước 4 này thì bước một con các bạn sẽ tích vào đây. Tích là cái đoạn tổng các bạn cần scale đến này, 1 này, 2 này, tích một điểm điểm này thì nó sẽ ra được cái khoảng cách là 399, là tính là khoảng cách từ đây. Đúng không ạ? Bạn hình dung ạ. Cho đến đây nó chính là 399. Thế thì khi mà khoảng cách tổng ra rồi thì bạn sẽ lấy phải lấy dấu chia đúng không ạ? Chia cho cái khoảng cách là từ từ đây cho đến đây thì nó sẽ ra một hệ số, nó chính là khi mà nhân hệ số đấy lên thì nó sẽ bằng bằng cái mép này. Và ấn chia, chia thì bạn sẽ lấy cái thước đo này, bạn đo khoảng cách từ điểm này cho đến điểm này. Đấy. Thì chính là cái thông số thì 399 chia cho 319 này thì nó ra một hệ số. Thì khi mà scale nhân cái hệ số này lên này, này bằng x này. Đấy thì x nó chỉ bằng cái a chia cho cái b này. Đây là a này, đây là b này đúng không ạ? Và a chia b bằng x này, thì bạn nhân cái x lên thì nó sẽ ra đúng cái mép này. Rất là dễ như vậy thôi. Và công việc của bạn sau khi đo xong rồi bạn ấn apply. Apply ấy, đúng không ạ? Apply. Thì lập tức chúng ta sẽ có được kết quả như mong muốn. Và đây chính là thành quả mà như chúng ta có thể làm mong đợi đúng không ạ? Rất là dễ như vậy thôi, chỉ trải qua 4 bước hết sức là tỉ mỉ và mình đã làm 2 lần và rất là chi tiết nha các bạn. Và nếu bạn nào mà chưa làm được thì hãy tiếp tục coi lại 2 lần mình làm test thử vừa rồi. Ok. Đây các bạn thấy đấy, AutoCAD nó cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi, và những cái thủ thuật này thì mong các bạn sẽ luôn ghi nhớ và có thể áp dụng tốt vào trong cái công việc cũng như học tập của mình. Chúc các bạn luôn luôn thành công, và có bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc nào các bạn hãy cùng, nếu bạn không làm được hãy cùng comment ở dưới dòng mô tả này video, mình sẽ cùng hướng dẫn và chia sẻ tới các bạn, hướng dẫn và giúp các bạn làm được thành công đó. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cùng bấm like và share video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.